Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, năm con mèo biểu trưng cho sự ôn hòa, phát triển bình ổn và mở rộng các mối quan hệ ngoại giao. Vì thế, Quý Mão được xem là một năm bình ổn, ít cạnh tranh hay áp lực về mặt tinh thần. Mèo chủ về ôn hòa và khéo léo, báo hiệu các mối quan hệ xã giao được xúc tiến hài hòa, mang lại cơ hội hợp tác làm ăn lớn. Năm 2023 là năm Quý Mão, quá lâm chi miêu, mèo qua rừng, con nhà bạch đế, xương con mèo, tướng tinh con hiêu. Thời gian năm 2023 bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 năm 2023 đến hết mùng 9 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Tương ứng âm lịch là từ mùng 1 tháng Giêng đến 30 tháng Chạp năm Quý Mão. Mệnh ngũ hành của năm là kim bạch kim, vàng pha bạc. Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng xét vận hạn hung cát cho tất cả các tuổi con giáp, Tý Sửu, Dần Mão, Thìn Tỵ, Ngọ Mùi, Thân Dậu, Tuất Hợi về các phương diện tài lộc, công danh, tình duyên, sức khỏe và vận dụng cách hóa giải hiệu quả khi gặp hạn xấu. Theo đó, mỗi người chủ động sắp xếp công việc, nắm bắt cơ hội tốt để cuộc sống xuyên suốt năm luôn gặp may mắn và bình an. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Tuổi Tý. Năm 2023, tuổi Tý lâm tỷ kiên khiến đường công việc bấp bênh, đi làm không yên vì có tiểu nhân tranh chấp, đặc biệt là những người làm công chức. Sắp tới, thành tích của bạn cả năm dễ bị phủi sạch, không được đền đáp. Đồng nghiệp xấu tính thấy bạn như vậy thì hả hê, dù năng lực kém hơn cả bạn. Mặt tinh thần chịu áp lực, nhiều muộn phiền, trắc trở do lâm tương hình. Tý thẳng tính, nói năng không kiêng nể ai, nên nếu ai xúc phạm là con giáp này bật lại ngay, dễ làm mất lòng người khác. Đến tuổi này rồi, bạn chẳng cần lấy lòng ai cả, ai chơi được thì ở lại, không thì thôi. Tiền bạc khá tốt, nhờ thủy dưỡng mộc, thật may mắn là Tý biết cân bằng giữa tiền bạc và các mối quan hệ làm ăn. Dù bận rộn nhưng bạn vẫn xử lý khéo léo mọi chuyện liên quan đến tiền trong năm 2023. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Sửu. Năm 2023, tuổi Sửu gặp thiên quan chiếu mệnh nên phải hết sức cẩn thận nếu công việc của bạn có liên quan đến chính quyền, kiện tụng. Thời gian này bạn sẽ là người chịu bất lợi, tốt nhất nên an phận, không ganh đua tranh giành với bất cứ ai đang làm chức to. May mắn là đường tình cảm được lục hợp cục nâng đỡ nên vợ chồng yêu thương nhau. Dù có nói nặng lời thì cũng chỉ là muốn tốt cho nửa kia, con cháu trong nhà ngoan ngoãn, khỏe mạnh, nhiều gia đình sắp đón thêm thành viên mới. Vì cục diện ngũ hành mộc khắc thổ nên tử vi cảnh báo Sửu trong năm dễ hao tài tốn của, ra đường nhớ chấp hành luật an toàn giao thông, đi du lịch thì phải cất tiền cẩn thận, mua hàng nhớ hỏi giá trước, kẻo bị chặt chém. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Dần. Năm 2023, thương quan chiếu vận đem đến một năm xui xẻo cho đường công việc của tuổi Dần. Con giáp này cẩn thận kẻo bị thôi việc, mất chức hoặc thi trượt trong thời gian tới. Thực ra không phải ai cũng may mắn mãi được, xui xẻo lần này sẽ giúp bạn trưởng thành và khôn ngoan hơn nữa về sau. Ngược lại, mặt tình cảm nhờ có tam hội cục che chở nên bản mệnh cực kỳ may mắn. Đi đến đâu gặp hung cũng hóa cát nhờ có người nâng đỡ. Bạn biết bao dung với lỗi lầm của những người xung quanh, nhờ đó mà gia đạo bình an, mạnh khỏe, ăn nên làm ra. Vận tài lộc nhờ hai hành mộc tương hòa nên bản mệnh giữ được ví tiền. Con giáp này là người linh hoạt, biết tiết kiệm, tìm hướng làm ăn, không chịu thua người khác. Nhưng có lẽ cần thêm chút thời gian nữa mới phát tài được. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Mão. Năm 2023 Quý Mão, công việc của tuổi Mão được lộc từ thực thần nên những người làm nghề tự do, kinh doanh, làm thêm nghề tay trái sẽ may mắn hơn những người khác. Năm nay bạn được đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm nhưng đó không phải ưu điểm duy nhất, bạn còn nhiều khả năng hơn thế nữa. Nhờ cục diện hai hành mộc tương hòa nên tình cảm bình ổn. Tử vi khuyên Mão đừng vì tiền tài mà đánh mất những người tốt trong đời. Cuộc sống đạo đức và thiện lương còn đáng giá hơn tiền bạc nhiều, cứ ăn ở tốt sẽ có phúc lộc đến nhà. Nay bản mệnh dễ có người cho lộc khi họ mới đi chơi xa về, có người được mời đi ăn, đi chơi. Bạn cứ cởi mở đón nhận tất cả những gì đến năm nay vì bạn xứng đáng có được những điều đó.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn năm nay rất may mắn, đường sự nghiệp nhiều chính quan nâng đỡ. Bạn có người thân trong nhà sắp đón tin vui liên quan đến xin việc, thi cử, tăng lương, chế độ. Năm nay bạn nên tranh thủ thư giãn để cơ thể nạp lại năng lượng, tiếp tục chiến đấu. Vận trình tình cảm hài hòa nhờ có tam hội cục soi chiếu. Nhân dịp này, bạn và người ấy dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Đừng để hôn nhân trở nên nhàm chán, chai sạn vì không có thời gian riêng tư để hâm nóng ngọn lửa tình yêu của mình. Đường tài lộc vì mộc khắc thổ nên bản mệnh không được lơ là với nhà cửa, đồ đạc và tiền bạc. Đi ra ngoài nên khóa cửa cẩn thận, kẻo kẻ gian vào nhà lấy trộm đồ. Ra đường không nên mang vàng hay là cầm theo số tiền lớn, phải đề phòng kẻ cướp, đừng xem thường. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tỵ. Tử vi dự báo đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ không có gì phải chê vì. Tử vi dự báo đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ không có gì phải chê vì được chính tài hỗ trợ. Bạn cứ chuyên tâm vào công việc chính của mình thì trời xanh sẽ không phụ bạn. Những nỗ lực của tuổi Tỵ sớm được cấp trên nhìn thấy, cho vào danh sách nhân viên tốt của cơ quan. Chuyện tình cảm của tuổi Tỵ năm nay rất thuận lợi, hanh thông nhờ mộc sinh hỏa. Gia đình sắp đón người ở xa về hoặc tiễn người đi làm ăn sẽ gặp may. Con cháu có lỡ phạm lỗi đừng vội trách mà tội nghiệp, miễn sao người thân vẫn khỏe mạnh, bình an là may mắn lắm rồi. Thời gian này tài vận tươi sáng, thu nhập gia tăng từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp bản mệnh chi trả các khoản phí sinh hoạt trong cuộc sống, thậm chí còn dư dôi, đủ để đầu tư kinh doanh theo hướng khác. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu người quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 7. Tuổi Ngọ. Đường sự nghiệp nửa hung nửa cát thì gặp thiên tài, những người làm xổ số tài chính ngân hàng dễ gặp may bất ngờ, nhưng đừng chủ quan. Bạn phải làm chủ được bản thân mình, tránh sa đà vào những cám dỗ thì mới có lộc bền lâu được. Cục diện tương phá cảnh báo bản mệnh phải cẩn thận trong họ hàng, bạn bè có người ghen ăn tức ở, ném đá xấu tay, phá hoại cuộc sống của bạn và gia đình. Thực ra tốt hay xấu tùy vào nhân quả, cốt là ở bạn. Ngọ cứ yên tâm sống tốt thì chẳng sợ người khác chê xấu. Năm nay về cơ bản thì tài vận khá tốt, tiền bạc không đến nỗi túng thiếu như mộc dưỡng hỏa. Còn giáp may mắn này mà làm nghề buôn bán kinh doanh sẽ có một năm thuận hòa, hàng hóa bán chạy hơn thường lệ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 8. Tuổi Mùi. Thiên quan chiếu vận cảnh báo bản mệnh năm nay nhớ cẩn thận tránh xa kiện tụng, chính quyền, người làm quan cũng phải kín miệng, đừng hấp tấp kẻo mất việc như chơi. Tiểu nhân sẽ lợi dụng lúc bạn nóng nảy mà kích đều, khiến công việc bị chệch hướng. May mắn là có tam hợp trợ vận nên gia đình của Mùi vẫn bình yên, nhiều người sắp có chuyến đi chơi xa cùng người thân, bạn bè. Hãy cảm ơn đời vì sáng nay tỉnh dậy bạn vẫn bình an, không lo cơm no áo mặc, người thân vẫn khỏe mạnh. Vận trình tài lộc không được tốt vì cục diện mộc khắc thổ, là con giáp kiếm tiền giỏi nhưng vì ảnh hưởng dù dịch bệnh nên tuổi này làm ăn dễ phải gồng lỗ, đất đai mua về chưa có lời. Thời gian này Mùi nên tiết kiệm thay vì vung tiền đầu tư, mua bán vì hy vọng sinh lãi không lớn lắm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 9. Tuổi Thân. Trình ấn chiếu mệnh giúp tuổi Thân đòi được quyền lợi trong công việc. Người làm chức cao thì có tiếng nói trong cơ quan. Tuy nhiên năm nay bạn đừng để tâm đến công việc quá nhiều, áp lực quá sinh ra căng thẳng. Hãy nạp năng lượng để mai còn cải quốc. Cục diện kim khắc mộc cho biết nếu bây giờ Thân đang cảm thấy kiệt sức, điều bạn cần chính là tình yêu và tình bạn. Thời gian qua có lẽ bản mệnh quá mệt mỏi vì công việc, tiền bạc nên cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng xem thường vai trò của trẻ con và những người trong nhà. Không biết từ bao giờ, những lo lắng muộn phiền vì tiền bạc đã chiếm dụng nhiều thời gian nhất trong ngày của bạn. Sắp tới có nhiều chuyện cần đến tiền nhưng kiếm không ra tiền. Điều này khiến bản mệnh mất ăn, mất ngủ.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 10. Tuổi Dậu. Năm nay bản mệnh có thiên ấn nâng đỡ nên những ai đi làm nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, kinh doanh sẽ may mắn. Vậy nên bạn cứ làm việc thoải mái mà không phải lo nghĩ gì cả. Ai được nghỉ thì tắt máy nghỉ ngơi, đừng lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên Dậu phải giữ tinh thần hòa đồng, khiêm tốn thì mới phát nhanh được. Đường tình cảm gặp tương hình nên con giáp này bướng bỉnh, không chịu thua, tính cách nóng nảy hay tìm lý do, viện cớ để bao biện cho sai lầm của mình. Dễ cãi vã với hàng xóm, người lạ vì bất đồng ý kiến, thấy chướng tai gai mắt với những người vô duyên. Tài lộc chịu ảnh hưởng từ cục diện mộc khắc kim nên bạn nhớ để dành một khoản tiền tiết kiệm cho bản thân trước khi muốn tiêu pha, mua sắm bạn nhé. Tránh trường hợp mới đến giữa tháng đã hết tiền như những lần trước. 11. Tuổi Tuất. Mặt công việc năm 2023, tuổi Tuất may mắn hơn người, nhiều chính quan nâng đỡ, sắp có tin vui thi cử, xin việc hoặc chạy chức. Người làm kinh doanh buôn bán phát tài, duyên ăn nói khiến người nghe cảm thấy thích thú, dễ chịu. Hàng xóm nhờ thế mà cũng bán được chạy hơn. Cục diện mộc khắc thổ cho biết con giáp này có thể gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm khi mà luôn tự quyết định mọi việc theo ý mình và không quan tâm đến suy nghĩ của người ấy. Bạn làm gì cũng là một mình, người nhà không biết đường nào mà lần, suy nghĩ hơi bồng bột dễ gây ra tranh cãi. Con giáp này cần phải học cách nhìn người và phân biệt người tốt kẻ xấu và tìm ra đâu mới là người đáng tin tưởng. Không phải ai hỏi mượn đồ đạc, mượn tiền cũng có thể cho được, nguy cơ mất trắng cực kỳ cao trong năm nay. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 12. Tuổi Hợi. Điềm báo công việc của bản mệnh sắp tới dễ có mâu thuẫn, tranh chấp, kiện tụng do kiếp tài chiếu vận cuối tuần nhưng có nhiều việc bất ngờ nảy sinh ngoài kế hoạch khiến con giáp này không thể xoay sở kịp thời được. Được tam hợp cục chiếu cố nên vận trình tình cảm của Hợi rất khởi sắc, quan hệ xã giao hài hòa, có nhiều bạn bè tốt sẵn lòng giúp nhau lúc khó khăn. Người đã có gia đình, vợ chồng sẽ sắp xếp chuyến du lịch để giải tỏa căng thẳng cùng con cái. Tài lộc sinh sôi nảy nở như thủy dưỡng mộc, những bạn đang làm ăn ở phương xa được thần tài mang cơ hội kiếm tiền đến tận nhà. Hợi có động lực kiếm tiền rất mạnh, dễ gặp được cơ hội làm ăn lớn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa xét xong là số tử vi của 12 con giáp trong năm 2023 Quý Mão. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!